Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là một ngày đầu tiên của năm 2021, thì mình cũng sẽ ra sân quay những cái video, những cái vlog để gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem. Thì hy vọng một năm 2021 thật suôn sẻ và hoành tráng. Và ngày hôm nay là một cái chủ đề mà mình muốn đem đến cho mọi người là 5 cách xử lý bóng và dứt điểm khung thành. Nào, bây giờ mình sẽ đi thay đồ. Let's go. Đồng hành cùng mình trong video clip ngày hôm nay là một đôi giày Ban, một đôi giày, một dòng sản phẩm mới nhất của Ban, một đôi giày mang tên Patriot. Thì với thiết kế thật là độc đáo, mình rất là ưng. Giá của đôi sản phẩm này thì tầm khoảng 550.000. Nếu các bạn muốn mua thì mình sẽ để ở link ở phía bên góc phải màn hình nha mọi người. Ok, xong rồi, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác đầu tiên là giả sút và kéo bóng về hướng nghịch. Thì ở động tác này thì mọi người phải nắm rõ những cái kỹ thuật sút bóng như là chạy đà, đặt chân trụ và vung chân. Chúng ta có thể đánh lừa được hậu vệ bằng cách là chúng ta sẽ vung chân sút. Thường thì các hậu vệ sẽ có động tác giơ chân ra đỡ bóng, hoặc là che chắn bóng, hoặc là chùi bóng. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng gầm bàn chân để kéo bóng lại về hướng nghịch. Nếu lúc này bóng nằm cận cổ chân chúng ta không sút được thì chúng ta sẽ đẩy bóng thêm một nhịp nữa và sút bóng bằng chân trái. Thì ở động tác này có phần hơi khó hơn vì chúng ta sẽ nhận đường truyền từ đồng đội của mình ở dưới đáy biên hoặc là ở bên đường biên dọc ngang hoặc bằng với chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ ra chân sử dụng động tác sút. Lúc này thì đối phương sẽ che chắn bóng hoặc là chùi, hoặc là sẽ đưa chân ra đỡ bóng. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng chân trái ở lòng bàn chân, chúng ta sẽ đẩy bóng lên thêm một nhịp để làm gãy đối phương. Và lúc này chúng ta sẽ vung chân sút. Nếu như mà chúng ta dùng bằng lòng chân trái đẩy lên không được thuận lợi để sút bóng thì chúng ta có thể đẩy thêm một nhịp bằng chân phải nữa. Thì lúc này thì bóng đã nằm gọn trước mặt chúng ta và chúng ta sẽ dễ dàng ghi bàn hơn. Nếu mọi người đã từng xem cái vlog đá bóng phủi ở sân bóng Thanh Danh của mình thì mọi người cũng thấy là trong video clip mình cũng đã sử dụng cái động tác này. Rất là tiếc thì mình đã không được ghi bàn mà bóng đã dội xà ngang. Ở cái động tác này thì mọi người tập luyện bằng cách là kéo rê bóng về hướng chân nghịch của mình khoảng 1 đến 2 lần. Khi mà đối phương bước chân lên để che chắn bóng thì chúng ta sẽ đột ngột chuyển hướng ngược lại, thì lúc này đối phương đã bị gãy rồi. Nên là mình sẽ dễ dàng tung ra một cú dứt điểm hơn là đối phương đang đứng phòng ngự 1-1 đối với mình. Chắc hẳn các fan của bóng đá không quá xa lạ đối với một tuyệt chiêu của một huyền thoại bóng đá thế giới, đó là Zidane. Động tác xoay comba hay còn gọi là xoay 360 độ. Thì ở động tác này thì chúng ta có thể tập luyện như thế này. Chúng ta sẽ đẩy bóng lên gần với đối phương và sử dụng chân phải hay còn gọi là chân thuận của chúng ta đặt trên đỉnh đầu của quả bóng và kéo bóng lại. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng chân còn lại đẩy bóng đi theo hướng của chúng ta muốn vượt qua hậu vệ. Khi mà chúng ta đưa chân dẫm lên quả bóng thì đồng thời chân kia hạ xuống đất để làm trụ, xoay tiếp 180 độ về phía trước và tiếp tục đi bóng. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong một cú xoay người 360 độ và bây giờ bạn đã ở trong một cái vị trí có thể bứt tốc thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ và chúng ta có thể tung ra một cú sút để ghi bàn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng chân phải kéo bóng về phía sau của chân trái kết hợp với hướng mắt chúng ta nhìn theo bóng. Mục đích là để đánh lừa hướng đối phương về bên trái. Và bước 2 là khi đối phương đã đổ về bên trái để có ý định cướp bóng thì chúng ta sẽ dùng chân trái nhanh chóng kéo gầm sang lại về bên phải để thoát khỏi pha chi cản của đối phương và ghi bàn. Lưu ý là động tác này chúng ta phải thực sự sử dụng nó thật là nhanh và dứt khoát thì mới có thể đánh lừa được đối phương. Nếu thực hiện chậm thì các bạn sẽ dễ bị gàn, bị cản phá và có thể làm trò cười cho đội bạn. Như vậy là mình cũng đã vừa hướng dẫn cho mọi người xong 5 kỹ năng qua người và ghi bàn. Thì các bạn cảm thấy video này như thế nào, hãy để lại những comment để cho mình biết để mình có thể ra những nhiều được video hơn nữa. Thì hiện tại thì phía sau mình có rất là nhiều các bạn trẻ đã ủng hộ tinh thần cho mình để hoàn thành được những cái bài tập như thế này. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn ở đây. Ok, thì nếu mọi người thấy hay thì hãy like và share để video này, nhớ subscribe và bấm cái nút chuông thông báo để nhận được tất cả những cái video hàng tuần của mình nha. Bye bye.